dung lượng cơ mà khoai. Không có dung lượng ấy. Muốn đi đâu đây? Đi chơi ở đâu? Đi chơi ở đâu? Nặng không? Cố lên. Cần con mami đẩy không? Con đang đi gì đấy? Muốn nhìn đường ấy, con đâm bây giờ. Nặng không? Nặng không? Cố lên. Tí nữa bị ra bây giờ. À con nhìn đi, con nhìn đường đi, không có đâm bây giờ, con nhìn đi thẳng đi. Mỏi không? Mỏi không? Mỏi thì nghỉ nhá. Nhìn đường đi con, không nhìn sang bên cạnh đâu. Đi thẳng vào. Mỏi không? Mỏi không? Con đi lên đây. Chưa à? Cẩn thận nó đâm xuống đấy. Mỏi chưa? Mỏi thì nghỉ cơ. Mỏi không? Đi đi, nhìn đằng trước có người đấy. Cái màu gì? Mỏi chưa? Thôi, mỏi thì nghỉ nhá. Đạp nhiều quá tối vậy đau chân. Cô đang đi chơi ở đâu? Ma sổ đâu? Đây không phải ma sổ đâu. Đây là đâu? Đây đi chơi công viên. Con nhìn thẳng, đặt xem phải nhìn thẳng. Ô, cẩn thận không có đâu. Tí áp bì ra cơ. Hi, how are you? Oh. Yeah. Okay. How often are you
walking here? Okay, is it good? Hi, this is Brenda. Hi, ah, okay. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Oh, hi, yeah. Good to meet you. Yeah. This is Brenda. Hi. Okay. Bless his heart, I love that bicycle. How far from your house? Not far. It's we don't live very far. Okay. It just takes us 5 minutes. Okay. Yeah. It's a perfect place for walking and doing exercise. Yes, it is. Are you going up? Oh, you just got in that bike? Yeah. He's new bike. So that. Bike. Okay. This is the first time he rides this bike. So that's bought yesterday. Yeah. He's doing really well. Yeah. I have to run after him. Yeah. You have to run. Hold on. Oh, gosh. Come right. That's a people bike, isn't it? You need to go that way. Yeah. You can go to the where the five things. Okay. Yeah. Have a good evening. Later. Yeah. See you. Bye. Đi đâu đấy? Đi chơi ở đâu? Sắp ra đến nơi rồi, ra... Ừ, mami không đẩy Butterfly. Cái gì? Butterfly. Không có nghỉ tí không? Cái gì con bảo gì? Ok. Rồi. Nào. Hát gì rồi? Chỗ này đường nó hơi dốc, đạp nó hơi khó. Đạp vừa không có tối vậy, đau chân. Mỏi không? Con muốn nhìn gì đấy? Đấy, con chuẩn bị ra nơi rồi, con cố lên. Sắp đến nơi rồi. Cố lên, có mỏi chân không? Đạp chậm thì mỏi lắm rồi. Đạp nhanh nó có quán tính thì đỡ về ấy. Ngửa mặt lên. Đạp ra kia hay là nhá.
Đây đẩy muôn đi. Thôi, không đạp ở đây nữa. Chỗ này. Này không, không ấy đâu. Này cái bánh nó bị thấp hơn. Thôi. Thôi con xuống con chơi ấy đi. Thôi dừng lại đi. Con xuống đi. Ok, con xe. Đúng rồi. Đi ra kia đi sắp đến rồi. Mỏi chưa? Chị hết pin rồi chị tắt máy. Muốn nhìn thẳng đi. Con đạp xe muốn phải nhìn sang trước chứ. Nhìn sang trước đi. Cô có đi xuyên ngọc. Cô ngồi xuyên ngọc. Cô đang ngồi xuyên ngọc. Đi. Đi, sắp vậy rồi. Đi vào đây đi qua à, đi vệ sinh à? Cẩn thận đâm con, cẩn thận, cẩn thận. Được. Ăn
đi lùi lại sao? Đi qua ở đâu đấy? Đi qua đâu đấy? Cẩn thận đâm nhá, cẩn thận đâm. Thôi thôi, xuống đây thôi, dừng lại đi. Đạp cái hơi khó, cứ dừng lại đi con. Thôi, xuống đi. Đi xuống đi con. Đứng xuống đi. Con đi xuống. Thằng áo đen như là thằng cớm và thằng áo trắng đấy nhỉ. Đi đâu? Đi tè không? Con vàng đi tè đã nhá.